Mỗi ngày 2 lần, vào sáng sớm và chiều tối, nhiều hội viên, phụ nữ ở ấp Việt Giữa, xã Thới Lai, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre lại mang theo can nhựa trên xe máy hoặc xe rùa để lấy nước mang về xử lý rồi dùng sinh hoạt. Những cái ao với diện tích lớn, chứa nguồn nước được lấy từ sông đã phần nào giúp chị em chủ động được nguồn nước trong bối cảnh hạn hán, xâm nhập mặn đang diễn ra gay gắt. Tình hình nắng xâm nhập mặn này thì cũng ảnh hưởng tới người dân, bà con cũng rất là nhiều. Nhưng mà những cái hộ ở đây thì cũng đã kinh nghiệm nhiều năm, cũng có dự trữ nước sinh hoạt, còn nước nấu ăn, nước uống, còn nước sinh hoạt hàng ngày tắm cho gia súc uống thì chị em cũng nhờ cái hồ nước này nhiều lắm. Chị em nhín chút thời gian, giống ngày mình nhín chừng tiếng đồng hồ đi, mình đẩy nước về, rồi có thể mình mua cà lo mình xử lý nước. Xong rồi có cái nguồn nước sạch đó, mình tắm rửa giặt đồ cũng rất là tiện. Xã Thới Lai có 5 ấp thì ấp nào cũng có mô hình ao trữ nước ngọt. Ngay tại gia đình, các thùng nhựa, lu chứa nước ngọt được hội viên, phụ nữ chủ động chuẩn bị từ trước cũng đã phát huy được hiệu quả. Bên cạnh đó, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bến Tre cũng đã tuyên truyền, hướng dẫn để hội viên, phụ nữ trên địa bàn chủ động ứng phó với hạn mặn. Tình hình xâm nhập mặn này thì nó cũng dự kiến là nó kéo dài và cái độ mặn nó lại sâu, lại cao. Do đó thì để tiếp tục thích ứng thì huyện ủy cũng ra nhiều cái chỉ đạo và hội phụ nữ trên cơ sở đó thì có rất là nhiều cái công văn tuyên truyền chị em hội viên phụ nữ tiếp tục là phòng chống hạn mặn bằng những cái mô hình thiết thực tại địa phương sẵn có và cái hình thức là mua thùng trả góp thêm, phát huy thêm là để giúp cho chị em phụ nữ có cái công cụ để có cái dụng cụ để trữ nước mưa, làm cái thức uống trong cái mùa nắng hạn này, hoặc là xây thêm hồ. Thì đối với hội thì nó cũng có những cái chính sách, thí dụ như phối hợp với ngân hàng sách xã hội để giải ngân một số vốn cho bà con chị em phụ nữ mình trong cái việc mà xây hồ ủng hộ hoặc là mua ống hồ để trữ nước ngọt phòng chống hạn mặn.